Xin chào các bạn nha. Hôm nay mời các bạn xem lại cái ớt trái tim của nhà mình ha. Đây, ớt trái tim của nhà mình hôm nay nó chín rất là nhiều luôn nè. Đây các bạn xem, nó chín rất là nhiều luôn. Và hiện tại ở trên phần ngọn ở bên phía ngoài này nha các bạn. Đó, nó đang ra ra hoa rất là nhiều luôn nè. Các bạn thấy không, nó đang ra hoa nhiều. Mà nó còn đang ra trái non nữa nè. Đang ra trái non nha các bạn. Hôm nay là mình sẽ thu hoạch hết một mớ trái chín này nha. Đó. Mình thu hoạch hết ớt chín này các bạn, để mình làm giống nha. Đây các bạn xem nè, cái phần ngọn nè, phần ở bên trên nè nha các bạn, nó đang ra hoa rất là nhiều luôn nè. Đang ra hoa rất là nhiều luôn. Đây nó chín nè, anh chín rất là nhiều luôn. Đây bên đây cũng vậy nha các bạn, nó chín luôn rồi nè. Đó. Rồi à, bây giờ là mình thu hoạch ớt nha các bạn. Ở bên dưới gốc nó còn rụng mấy trái nữa rồi các bạn. Đây nè, nó rụng mấy trái luôn nè các bạn thấy không. Bây giờ bạn mới thu hoạch như đây mà được như đây trái rồi nè. Đó, giờ mình tiếp nữa nè. Làm như vậy là nhanh nhất luôn các bạn. Đây, mình thu hoạch được như đây nè các bạn. Đó, mình thu hoạch được như đây rồi nè. Đó, bây giờ là mình sẽ đem cái ớt này mình đem phơi nha các bạn. Mình đem phơi và mình lấy hạt luôn. Đó, ớt mình đã lấy hạt ra hết rồi nè các bạn. Đó, mà mình cũng đã phơi khô dữ lắm rồi. Cái hạt nó khô dữ lắm luôn nha các bạn. Đó. Còn ở bên đây là cái mấy cái
bao ni lông này các bạn, là mình sẽ cho mỗi một bao vô là một ít hạt để mình gửi tặng cho các bạn ha. Đó. Đây hạt giống ớt cái tim là mình đã cho vô bao hết rồi nè các bạn. Đây mỗi một bao là mình được như đây hạt giống nè các bạn. Đó. Còn ở bên đây là một mớ nữa là mình chưa có cho vô bao. Cái hạt giống trái tim này á, là mình đã phơi khô rồi nha các bạn. Khi mà trồng á, các bạn nhớ là đem phải ngâm, ngâm nước đóng ấm ấm nha các bạn. Mình ngâm xong rồi mình ủ. Khi mà cái hạt nó ra mầm rồi đó là mình mới đem ra ngoài đất. Mình làm đất vô trong một cái ly nhỏ nha các bạn, cái ly nhựa nhỏ đi. Để khi mà mai mốt cây con mà nó lớn rồi đó mình đem ra ngoài mình trồng nó rất là dễ. Còn đây là toàn bộ hạt giống này của nhà mình nè. Đây là hạt giống nhà mình đang bán trên Lazada nha các bạn. Nếu như các bạn có mua hạt giống á thì mình sẽ gửi kèm theo cái hạt giống ớt trái tim này luôn. Nhưng mà cái ớt trái tim này đó là mình không có để trên Lazada là hàng tặng nha các bạn. Nhưng mà mình trên Lazada là nó phải bắt mình phải để bảng giá bán. Thì mình sẽ bán là 1.000 đồng một gói. Mình sẽ để giá bán là 1.000 đồng một gói nha các bạn. Còn nếu như các bạn có mua hạt giống thì mình sẽ kèm theo luôn. Tại vì các bạn biết sao không? Nếu mà mua một gói hạt giống ớt trái tim á, là mình nếu mà gửi có một gói không thì nó sẽ tốn tiền phí rất là nhiều luôn nha các bạn. Nếu mà mua được kèm theo cái này thì mình sẽ đỡ tốn phí ha. Còn nếu như các bạn mà không mua hạt giống của nhà mình cũng được, vẫn không sao hết, mà mình vẫn gửi hạt giống trái tim cho các bạn luôn. Là mình có bán hạt giống này ở trên Lazada nha các bạn. Nếu như các bạn mà không có đăng ký được, mua được, không tìm được cái kênh cửa hàng trên Lazada của nhà mình á, thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới clip đi, rồi mình sẽ hỗ trợ để mà đặt hạt giống cho các bạn luôn ha. Rồi mình xin chào các bạn nha, hẹn các bạn lại video sau. Chúc các bạn ngâm trồng thành công nha các bạn.